xin mời đội chiến thắng chúng ta bước một cách thiên ngang. Thế nào Hiếu cũng ngồi bên kia cho coi nè. Thế nào Hiếu cũng ngồi bên kia cho coi nè. Sao anh hiểu em quá. Rồi. Mặt em xanh quá, gắn cái bông cho tươi lại. Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ ăn tối. Một bữa tối rất là thịnh soạn. Chưa đâu. Để ăn những món ăn này, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Trò chơi có tên là đặt cược được ăn. Từng món ăn sẽ được mang ra tương ứng với những thử thách mà các bạn phải thực hiện. Mỗi đội sẽ cử ra một thành viên, đưa ra con số đặt cược mà mình phải hoàn thành thử thách. Thành viên nào thực hiện thành công thử thách đúng với số cược của mình sẽ giành được món ăn đó. Ngược lại, nếu như thất bại, đội bạn sẽ giành được món ăn. Hiểu rồi. Mỗi món ăn tương ứng với một thử thách. Xin mời món ăn đầu tiên. Wow. Ngon á. Wow. Không ngon đâu, lộ không dở. Ngon mà, không dở đâu. Cái gì vậy? Lặn đi cái gì vậy? Lặn ống, lặn ngữ rồi. Ngon quá, mày không biết nói gì. Không còn đường trên não nữa. Gỏi sứa là một trong những đặc sản của Lý Sơn. Và trò chơi để giành được món ăn đặc sản này liên quan đến một món đặc sản khác ở Lý Sơn. Đó chính là tỏi. Phần đặt cược của chúng ta rất đơn giản. Các bạn hãy đưa ra con số củ tỏi mà các bạn có thể ăn được. Trời ơi. À, tỏi sống hay tỏi phi? Tỏi sống em. Ở đây có mình vô là nó ăn tỏi rồi thôi à. Em ăn tỏi được nhưng mà anh vô nghe đồn là ăn số lượng bao nhiêu để em biết. Tôi chỉ cược một con số đơn giản thôi. 100 tôi xỉu liền nha. Tôi ăn gấp đôi bên kia. Trời ơi. Thôi vậy nói chi, tự nhiên cái nói vậy. Giang hết rồi. Ăn gấp đôi chưa nha. Ăn gấp đôi nha. Cậu máu. Ăn gấp đôi hả? Vậy hết dĩa này đi. Ăn đi. 15 củ. Cho vô miếng tỏi đi. Cái củ nhỏ xíu như thế này thì Jun có thể ăn được 15 củ tỏi à. Yeah. 3 củ. Nói lời thì giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu đòi lại bay. Tôi chỉ cược một con số đơn giản thôi. Tôi ăn gấp đôi bên kia. Hôm nay khách mời bên đội này là Tiên, và Tiên không biết ăn sứa. Em chỉ là một thành viên ở đây, ba người ai cũng biết ăn mà. Hai em có muốn ăn gỏi sứa hay không, nói một tiếng. Không. Đi, sao mà khổ quá vậy? Không. Đi, sao mà khổ quá vậy? Đó. Ủa, em sống chơi. Em sống chờ cô ấy. Em sống chờ cô ấy. Đó. Chúng tôi muốn tách làm ba đội. Chơi đi. 30 anh ơi. Khoan từ từ. Không. Anh Luật ai đưa ra? Luật ai đưa ra, nhưng mà anh là đàn anh mà anh nói là làm lòng. Em nói rồi, 15 thì anh phải 30. 16. Không được, hồi nãy anh nói gấp đôi. Anh nói ra là nói giỡn thôi. Anh nói giỡn, anh đừng có giỡn chính kiến. Nói lời đừng giữ lấy lời. Tiếp đi ạ. Nói lời đừng giữ lấy lời. Nói lời thua. Nói lời thua. Tụi em thua, cho anh ăn 16 củ á. Đâu? Lộc Phụ Yến. Trời ơi, sao ăn được 16 củ? 2. Trời ơi, anh Giang ăn củ tỏi với ăn hạt dẻ cười. Em nữa nha. Chào. 2. Cay hả? Ăn nhiều cay á. Cay. Sao chưa vậy anh Giang, đổ mồ hôi rồi kìa. Đổ mồ hôi vậy mắt đỏ ra anh ơi. Mới nãy dùng cuộc anh chơi. Anh ơi, anh cũng lớn tuổi rồi. Anh như vậy anh Giang. Anh ơi, gia đình ở nhà anh Giang. Trời, đổ mồ hôi thiệt kìa. Cuộc chơi thì hết cuộc đời thì dài. Gió lộng thì anh Giang đổ mồ hôi là phải hiểu rồi đó. Khâm phục không một. Dạ. Chúc mừng đội Thùy Tiên nhận được món ăn đầu tiên. Quá giỏi. Mở món khác đi ơi. Mở ra. Tụi em ăn đi. Ăn cho sức khỏe của anh Giang. Ăn trên mồ hôi nước mắt của anh Giang đi. Đúng rồi nha. Xin mời món ăn thứ hai.
Wow, à, ăn được nha, đang được xây sống ăn được. Cái đó là cái món bồi bổ cơ thể. Đúng. Cái món này là nhóm này bắt buộc phải thắng. Trò chơi để giành món cháo nhum này rất đơn giản. Các bạn sẽ phải mở nắp chai bằng bao tay boxing. Các bạn hãy đặt cược xem trong vòng 30 giây sẽ mở được bao nhiêu chai. Môn này thì em sẽ thi. Em sẽ mang danh dự cho dòng tộc mình. Tao còn ăn cháo nhum đưa một cái giá là bên kia nín cho mẹ mình Quy. 30 giây hả? 75 cái cho em. Bên kia nín liền. Không, 30 giây. Quá điên hả? 75 cái. Ai chơi? Em. Rồi. Mới kêu chưa ạ? Khoan, chưa chọn người chơi. Chưa chốt. Anh lại nhìn gấp gì anh Huy? Đổi rồi. Không biết còn sức để mở cái kia chai không? Anh nghĩ là để con trai chơi đi. Để con trai chơi hả? Con trai này chơi. Thôi con bé thích chơi đi, tội nghiệp ghê á. Kể bộ bắt đầu người ta. Người anh thân thương. Anh thách em 5 cái rưỡi đó. Bao nhiêu? Em 5 cái thôi. 6 cái. Lên anh, không lẽ anh thua anh? Không, anh thua anh đi. Đâu ấy lắm anh. 7 8 9 9 luôn đấy rồi. 9 luôn đấy rồi. Đừng nghĩ. Chết luôn đi. Lên đi em ơi. Trời ơi. Gái dân thể thao mà. Trời, dám chưa? Dân đá banh đồ. Thể thao mà. Mời bạn chơi. Mời bạn chơi. Mời bạn. Thì chơi. Mời bạn. Mời bạn chơi nha. Tôi đây không thèm chơi nữa. Ok, em chơi này. Nhưng mà từ từ. Khoan, dừng tay. Lại bơi chưa? Em rửa tay đi bớt xui đã. Chiều giờ quá xui rồi. Rửa cho mấy cái xui đi nè. Đúng rồi, cái này khử xui nè. Vậy thì ráng thắng nha. Dạ. Yeah. Em nghĩ 9 cái, 9 cú đấm vô mặt Lâm thì ok. Em sao nghe hổn quá. Bây giờ đó, thử da chứ. Bây giờ đó, thử da chứ. Ok. Chơi à. Bây giờ nha, 9 chai đúng không? 9 chai nè. Này, bắt đầu. Úc. Đúng yếm chưa mà anh sao anh cái gì vậy, hai chai đó ra luôn đi, rút ra luôn. Đúng rồi, thôi em tới rồi, dèo sắt nhàn rồi, em tới rồi. Thôi em chào ơi, anh để dưới nè. Đúng rồi anh Huy ơi. Được rồi anh để dưới, dục đi anh ơi. Ê, mở không ra vậy không tính nha. Không, dưới trời ra nước rồi, ra nước rồi, sao ra được rồi. Hết giờ. Hết rồi. Rồi. Đếm đi à, Hết rồi. Ủa, 8 giờ. Ủa, 8 giờ. Hết 8 rồi. Chai à? Có 8 chai thôi. Nè, được rồi, anh Quang đếm. Cái rồi ơi. Đây mời cháu Nhung ra đây. Nhìn thôi. Giờ ta tranh con chi. Em lấp lại rồi đó. Rất ghê, một giây nữa xong giây cuối rồi. Món thứ hai thuộc về đội Thủy Tiên. Xin mời thôi. Đây là món thứ ba. Cái này lén nha, sống chết được món này nha. Mỗi đội cử ra một người để nhảy dây. Em
và các bạn sẽ phải nhảy dây bằng chân vịt. Em có nhanh nhẹn không? Em có nhanh nhẹn không? Rồi đây là xin kéo nha tay. Mình nặng lắm đúng không? Không có nhanh như việc khó vậy. Rồi bao nhiêu phút mấy cái? Trong vòng 1 phút các bạn cược mình nhảy được bao nhiêu cái? Rồi. Tiên. Bên kia gái bên này cũng có gái. Gái. Trời ơi. Bên đây gái. Trời ơi. Chị Huệ. Cầm cái xem. Cặp giò dưới nào, cặp giò dưới nào. Ai ra trước? Rồi. Cười đi, cho bên kia cười, các bên kia nãy giờ. Mời em, thôi em cược trước cho. Anh được một cái. Ủa gì vậy anh? Một cái vậy. Từ từ rồi lên, bước lại, bước thiếu thắng lại. Một cái. Năm cái. Năm chục với năm cái. Không, anh kêu một cái thì mình cứ anh. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Trời ơi. Anh đang làm cái hoang mang, tôi hoang mang. Năm cái. Năm cái à? Mừ đi, mừ đi, mừ. Anh nín đi. Mừ. Hai chục luôn á Lâm. Hai chục luôn á Lâm. Sáu cái. Trời ơi. Em phụ nữ mà em cược anh một lần là lên 4 cái mà anh cược vậy là sao vậy được? Em đừng có cược anh nguyên bình đẳng đi em. Vậy em thấy em mới vô mà em ấy quá. Đàn ông vậy là nhờ nhún nước. Nhún, nhún tiên. 4 cái, 10 cái xem nào, được không? 10 cái. Mời cái đi, em bồ 4 lần mà. Dễ mà. 10 cái. 10 cái. Anh từ từ nha, từ từ nha em ơi. Từ từ nha em ơi. Nhún. 12 cái. 15 cho anh. 15. 16 cái. Trời ơi. 16 cái. Trời ơi. Anh em làm được cái này em nhảy em tập rồi. 17. Ủa, lỡ rồi. 17 ngưng đi, 17 ngưng đi. Không hả? Khoan từ từ. Ngưng đi. Ngưng đi, ngưng đi. Mời bạn nhảy. Nhảy ra em. Mời bạn nhảy. Nhảy ra em. 17 quá dễ tiền. Quá dễ. Cố lên, cố lên. Ghê quá. Đúng rồi, rồi, ok, ok, ok. Sáng qua đây, sáng qua đây. Rồi, rồi, rồi. Cái chỗ nó dập dìu lắm nè. Nó dập dìu mà. Em vô khách sạn em chơi luôn đi cưng. Anh ơi anh bình tĩnh giùm em cái. Em về sân bay Chu Lai em. Ê, chơi luôn đi. Khúc này cứng nè. Sân bay. Ồn ghê. Quỷ lắm. Em ra sân vận động khu 7 em chơi luôn đi. 17 nha Tiên nha. 17. Cô nhảy được mấy cái? Chuyên tập sẽ dùng cardio mà Tiên. Làm gì có, bốc siêu không được mà. 2T thanh mát sảng khoái hoàn toàn từ thiên nhiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
Ủa sao đội bên kia chơi dở vậy ta? Em cũng biết nữa nè. Cái tên của đội đó anh. Hồi sáng đặt tên là đội hèn hạ mà. Rồi mà. Trời ơi, Hiếu, giờ này mặn ghê Hiếu. Giờ này sao em mặn quá vậy Hiếu? Mỗi lần có khách mời nữ lại mặn hả? Đúng rồi. Còn món luôn mà. Xin mời món ăn tiếp theo. Vẫn còn. Một món đặc sản quý giá và vô cùng tươi sống. Bào ngư. Hải sâm nè. Bào ngư. Rong biển. Hải sâm. À. Ủa hả? Quỳnh đế luôn. Thấy nhà. Phải ráng lấy món này. Chết rồi. Quỳnh đế. Thấy nhà. Phải ráng lấy món này. Chết rồi. Quỳnh đế. Ăn quá ham ăn quá trời. Ây ráng món này đi mình. Anh không mà đủ sức được nữa rồi. Thôi để mở chai bị chuột cút của. Từng người sẽ đưa ra con số mà mình có thể chịu được những cú búng tráng từ đối phương. Trời ơi. Em dân Cung Phu. Trời ơi. Em dân
ăn cung phu. Cố lên Hiếu, chị tin tưởng em. Lâm ơi, ở đây chán ăn mỏng hết. Cậu đau lắm á nha, không có giỡn đâu. Đau lắm. Ngu luôn á. Mạnh nhất có thể rồi. Tôi cái trái quan trọng với tôi lắm á. Đau. Cái đau quá, cái cóc luôn á, ác độc. Đau nha, cái sợ nghe bọc bọc bọc. Đau á, đau á. Anh mấy cái? Hai cái. Em 5 cái. Wow, wow, sáu wow. Cái. 6 cái hả? 10 cái. 10 cái. Wow. 11 cái. Giờ đi, cái này dễ, cái này nhẹ mà. Không, này nhẹ mà. Nhưng mà làm em búng mạnh lắm đó nha. Không, em thà chịu búng. Để cho ai ăn? Để cho. Để cho. Người bà cũng biết. Tại vì Tiên bây giờ thích nhất là bóng đó. Đúng rồi, nãy giờ lắm á là có sức liền. Đúng rồi. Mười lăm đi. 16. 20. Cái tay này búng vô cái là lông não à. Ê, bởi mới chiếc kêu lơ luôn nè, lần này chiếc nhanh luôn. Giờ em lên 18. 19. 20. 20. Em bốn. Em bốn. Lên điểm yếu quá vậy. Ờ, vậy thôi. 25. Rồi em lên yếu số 22 đi. 23. 23. Nói nhiều. 23. Khoan, làm nó mới có giá trị. Anh Lam ơi, mình mới tiêm á, mình bắn dễ thương. Mới tiêm nhau luôn á, thôi luôn á. Là không được đâu. Ừ á. Là phải là mình phải nghỉ dưỡng 23 đó. 23 đi. 24. Không, mình đi 22. 22 đi 23. 23. 25. Chết em tôi. Cái nhất quyết ăn cua. Anh em nghĩ là dừng được rồi đó. Em sợ. Anh đã nói câu gì đó đi. Cuộc chơi là ngắn mà cuộc đời là dài. Đúng đó rồi. Anh dừng đi. Anh nói câu đó đó anh. 26. 26. Lo qua thì cũng phải lo lại chứ. Yếu nó phải nó khỏe đâu. Thôi hơn thua với anh chị em già rồi. Hay hơn. Em chơi thì hơn thua quá. Em chơi hơn thua lắm. Em la dẻ quá. Em đâu có hài hước, em phải hơn thua. Tiếng này mạnh quá ta. Anh bao nhiêu rồi ta? 26 rồi. 26 hả? Thôi 28 đi. 30 cho anh. 28 kìa anh. 29. 30. Đây là cái cuối nha. Nếu mà bạn mà lên nữa là tôi ngừng đó. Nãy nhiêu rồi? 30. Đã 30 rồi. Đừng nghe bọn sáu. 35. Cái con này mấy con mà xuống suối mấy con nó mới ác đó. Suối đi ăn ké anh thôi. 35 con số đẹp. 35. 35. Thôi đừng có chơi nữa. Quá đáng là 35 là bầm. Mình phải ăn cho bằng được. Anh Quy, anh Quy thương em. Cứu mình đi. Quy thương em nhiều. Mở cái đó ra cho. Bỏ đi cho bằng được, đói quá rồi. Mình suy nghĩ đi. Vì 35 cái búng vô cũng bầm nha. Nhưng mà chứ gì nữa. Bầm chịu. Em bầm mà. Anh ơi, bây giờ số mấy là 30 đúng không? Không 30 chưa? 35 đi. Xúc luôn. Thiếu 30 đúng không? 30 rồi. 33 số đẹp cũng. Dạ. 31. 33 số đẹp cũng. Dạ. 31. Được rồi. Anh ao đó nha, anh ao đó. Ao thì ao thôi. 32. Có gì đâu. Ao. Thôi nghe lại lớn. 32. Trời. 33 sợ gì? 33 con hổ. Vào. Vào. 33 đi. Ngừng đi. 33 tuổi mình luôn đó. Giờ là sướng cái bụng hay là sướng cái tay? Quan trọng nha. Đã lỡ không ăn rồi thì không ăn luôn. Không ăn luôn. Bún cho đã. Vậy thì thôi thua bún. Ừ, tha là về ngủ. Ba cái đồ yêu. Ăn không có đâu, là bỏ bàn gì đâu. Thà nhịn đói luôn. Cùng đế là nhịn ngon lắm á. Ngon nha. Bỏ người con mà. Nha. 33 luôn á. Rồi. Xin. Rồi luôn. Bún. Rồi lại bún anh á. Tại biết sao mình ăn không hết đâu. Đây là bún cho đã tay. Ăn cho là luôn. Tôn lên để bún thôi. Chết với tay đối thủ. Không sợ đau. Đừng liên tục. Cứ nghĩ cho bạn. Em lấy ba mươi mấy cái lần em lấy trớn chi vậy? Đúng không? Em nhấp nhổm chi vậy? Em nhấp nhổm chi vậy? Em cứ búng nè, búng thoải mái nè. Nè, nè. Bây giờ anh để cho em búng đi. Chứ em cứ nặng gì chi. Ai biểu anh lên số chi. Búng mạnh nó nhiều quá. Nó nhiều quá. Anh thấy cái chị em quá. Búng mạnh như bắt ấn nó chì dưới đầu em vậy đó. Chứ không nói. Đồ tắm đi. Sức dầu liền. Đây, 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 đây. Anh nói rồi. 33 cái dài lắm. Anh nói rồi, lại là 30. Ê, nó đỏ tráng thiệt á. Giải lời anh. Anh nói thôi đi. Đâu nãy anh kêu 35 mà anh Tuấn. Bây giờ mới đếm. Rồi, rồi. Ok mẹ thương. Hiểu rồi, muốn gì vậy? 2.
Ôi, đau, đau cái này đau nha. Ba. Ủa, rồi đó. Ba chưa đau. Ủa, nào ba. Thôi chưa nào đau A hả? A. Ờ, chưa nào A kìa. Thôi. Y. Đỡ nó đi. Y. Đỡ nó đi. Đỡ nó giùm anh. Đỡ giùm. Ê, nó nghe nè, em búng em tán ra giùm anh được không? Không, em búng một chỗ thôi. Trời ơi. Miệng cái trán thôi. Đúng rồi. Em đè cái này nè. Qua cái này. Ủa, nó búng ngay hồn trong rùa không nè. Thôi, em để đây em búng đây, mắc cười quá. Em búng bên đây với bên đây đi. Búng thì chết bằng tan anh ơi, bằng tan anh ơi. Ủa, rõ lè luôn kìa. Búng đi em chịu được, búng đi. Đúng rồi. Còn mấy cái nó gì? Nhiều lắm. Bình thường bây giờ, là cá bây giờ em búng xong mà ra cái chữ Lâm màu đỏ luôn ha. Búng sao cũng được. Em búng đi. Em đừng làm trò tiêu khiển nó. Dữ ta. Trời ơi, đau nha. Còn mấy cái nữa vậy? Còn 15 cái thôi. Mấy cái rồi. Mỗi lần. Bên này cho đẹp không? Ngay cái bàn tan nè. Còn á trời ơi, cái bàn tan còn nhỏ. Ác quá. Ai vậy chị? Em ơi. Có gì miếng ăn mà anh cố gắng quá vậy? Lẹ lên. 33 cái rồi. Rồi. Ba má đủ rồi. Ba đủ rồi. Đủ rồi. Đâu tưởng không? Nhạc lên. No. Hoa phượng chào anh bầu về em Lâm ơi. Hoa Lâm. Nó cắn mày đúng rồi. Từ đây là không ăn cua Quỳnh Lễ nữa, để lại cho ba anh em mình. Yeah. Trời ơi. Em nghĩ là mình ăn được rồi. Vâng. Vậy là món cua Huỳnh Đế đã thuộc về đội Trung Phạm nhờ công của Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Xin mời món ăn tiếp theo. Luật của trò chơi này là các bạn sẽ phải thách đấu để kẹp những chiếc kẹp này lên mặt. Ai chịu được nhiều chiếc kẹp hơn thì đội đó thắng cuộc. Tôi chơi. Tưởng chơi đúng không? Em chơi. Ừ, thế thì Tưởng chưa chơi. Đúng rồi, mấy đứa. Em. Rít. Anh chơi được không? Chơi được nha, em thích ăn cua một nha. Cái. Đúng rồi, anh hiên em trước đi. Anh phải hiên ngang gì nha anh Tuấn nha. Ngầu quá à. Quá là ngầu rồi. Anh thì hơn thua cho em. Nửa cái. Nửa từ từ mà. Một cái. 10 cái. Anh trai. 10 cái mặt nào chịu nổi. 12. 15. Nát mặt nha. 20. 20 đúng không? 25. 25. Mời bạn kẹp. Anh Tuấn. Vô địch, vô địch. Tôi có vô một địch. Yêu cầu, đó là anh Tuấn phải kẹp vào cái mục rùi của anh. Hay yêu cầu quá. 25 nha anh. Đếm nha. Đếm đi. Đếm nha, đếm nha. 25 thì. Ê ê ê. Đau nghe. Ủa? Một cái thì đau nhẹ chứ. Nhiều. 25 cái. Đau nha. Ê lấy giùm anh cái. 25 cái đau. Em vô vô được kìa, vô chưa? Cố lên, cố lên. Cái này tốt, cái này tốt. Cái lỗ tai anh được nhiều. Đếm nhiều rồi. Đếm. Nhanh đi, anh đau quá. 2, 4, 5, 5. 2, 4. Dừng rồi, dừng rồi. Hai bạn ơi, hai bạn ơi. Hay quá. Quá tuyệt vời. Không, cái mà nãy mà chui mà ăn tỏi là chui ăn không nổi đâu. Xin mời các bạn thưởng thức bữa tối của mình. Yeah, ăn thôi. Ủa, ăn cua đưa đũa chi vậy? Cua đũa ăn chi vậy? Nè, đũa đưa lộn không? Hay là cho ăn chung? Ồn quá, ồn quá. Bên đây quý tộc ăn đâu có ồn ào vậy? Trời. Không biết ai quý tộc à? Không biết ai quý tộc à? Không biết là ở đâu rồi mắc tiền hơn à? Đúng rồi. Cái con cua, một con cua này là cua gì vậy anh Tuấn nhỉ? Cua Quỳnh Đế. Quỳnh Đế.
Thôi chứ anh Giang ơi, anh Giang ơi, em cũng chưa biết cái con ốc đó con ốc gì, cho em xin miếng được không? Đổi một con cua không anh? Hả? Đổi một con cua lấy một miếng chút xíu ốc luôn hả? Giữ gì okay. Chơi gì? Đổi một miếng cua được không? Một nửa con cua cho bé Tiên ăn. Nè. Ăn cua. Nè. Nè. Ăn cảm ơn. Em thấy đau tráng mà sướng cái miệng cũng được. Ngon không? Nãy mà 400 cái em cũng chơi luôn, 100 cái em cũng chơi luôn. Vậy hả? Để mà xuống dách mà. Em ăn đi. Không. Thôi bạn. Tại vì anh Giang biển ăn nhiều rồi, nhường cho mấy em ăn. Ngồi. Ê, cái gì vậy? Ốc cua, quên. Rồi. Đây đây, rửa tay, vệ sinh tay. Cho bên kia đi. Bên kia lai bao chưa? Lai bao chưa? Lai bao rồi. Rồi ạ. Lai bao đi. Mấy anh lai bao đi. Quá. Tập đi cháo đi mọi người. Cháo nhum mọi người. Cháo giờ mình phải có cháo mình ăn mới đỡ đó. Tặng một con cua cho bé Tiên nữa. Tặng nữa hả? Chị em đổi nửa con cua lấy miếng cháo được không? Cái này răng bạn cứng bạn cắn trong tôi răng được không? Răng sứ bạn à, bữa xúc một cái tập trước rồi. Giờ sao mà tôi ăn được cái con này nó cứng quá. Rồi chỗ biển tôi cắn rồi tôi xúc rồi ra ở đâu mà gắn. Ngon quá hả? Ngon quá ha. Ăn càng không nè? Ăn càng. Dạ em ăn, nãy giờ em chưa ăn cua. Ăn cua nữa đi. Cua này mắc là đúng rồi. Bây giờ hình nó quá chắc đi. Hình chắc nhiều quá. Lại từng cái thớ thịt của nó ăn đáng tiền bát gạo luôn. Ủy cua này cái gì cũng cua thịt đó ha. Đây nè, cho mấy Tiên một cua con Quỳnh để. Anh cảm ơn. Thôi miếng cháo đi, Lâm cho anh miếng cháo. Lâm ơi. Đi anh ơi. Trời ơi, thiệt muốn thật nha. Nó ngon nhưng mà nó khó. Nó khó làm. Miếng ăn miếng tồi tàn quá mọi người. Đừng có bắt hình cảnh này ghê quá nè. Trời ơi, cái càng nó ngon dữ luôn á. Nó ngọt nha. Bé giống như là 80 năm mà chưa ăn cua hay gì á. Cái này là cua gì? Cái này là cua. Cua hoàng hậu. Là em chưa ăn bao giờ. Cua nữ hoàng. À, cua nữ hoàng. Em chưa ăn bao giờ nè. Nó ngọt lắm luôn á. Ăn đi cưng. Tiên ăn gạch nữa không Tiên? Ăn đi, thôi ăn đi. Không ăn đâu. Cái gì vậy? Ăn đi. Bé thật thà. Ở bên kia hả, tất cả đều ngưng rồi, chỉ có mình Tiên ngồi ăn, Ngon, em ăn cái món khó nhất. Xong rồi, chúng tôi làm tiếp cái gì đây ạ? Bây giờ, mời các bạn di chuyển để chơi game chọn chỗ ngủ tối nay. Cố gắng lên nha. Giấc mơ của mẹ, phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4, xem đồng thời trên Vion.